Nam sinh lên bảng làm bài tập rồi quay xuống hỏi bài, bị cô giáo phát hiện và cái kết. Khi bạn cùng bàn lên bảng làm bài tập, ở dưới các phao cứu sinh thi nhau ra ký hiệu nhắc bài là chuyện thường ngày. Hôm nay cũng lại nhắc bài nhưng nó lạ lắm. Cả người trên bảng và người ngồi dưới đang say sưa truyền thông tin cho nhau thì bị cô giáo phát hiện và kết quả là cả hai cùng được 0 điểm. Nhìn ống nước cầu cứu nhắc bài mắc cười quá. Nhiều bình luận bùi ngùi của cư dân mạng để lại, giống y chang tôi lúc trước. Kết quả là cả tôi và nhỏ nhắc bài đều bị điểm không. Còn cư nhắc bài cho đứa cùng bàn thì bị cô cho vô sổ đầu bài luôn nè. Cái này ai mà chưa từng trải qua. Một kỷ niệm đáng nhớ của tuổi học trò. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên ấn đăng ký kênh để cập nhật những video mới mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.